Một tình huống khó tin vừa xảy ra ở giải hạng 3 Hàn Quốc khi trọng tài vô tình ném bóng cho một cầu thủ ghi bàn và công nhận bàn thắng, nhưng sau đó ông lại lật kèo một cách khó tin. Ở phút 72, cầu thủ Busan đã phá bóng lên nhưng lại trúng người trọng tài. Ở tình huống này, trọng tài quyết định dừng trận đấu và cầm bóng đi đến ném xuống trước mặt thủ môn. Lúc này, thủ môn Jin Baek Choi vẫn chưa biết làm gì thì tiền đạo Sung Mong Jae lấy bóng ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của cả đội Busan. Trọng tài đã chỉ tay về chấm giao bóng giữa sân để công nhận bàn thắng trong sự ngỡ ngàng của cổ động viên. Và các bạn đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đến gần như phần mô tả để ủng hộ channel của chúng mình nhé. Động tác giả trong bóng đá là một kỹ thuật đặc biệt của cầu thủ được sử dụng trong những tình huống một đối một trong lúc lên bóng tấn công khiến đối phương mắc sai lầm, từ đó tạo thêm thời gian và không gian để chuyền bóng hay ghi bàn. Đó là một kỹ thuật khá hữu ích. Trong khi đó, giả vờ ngã và cố tình đổ lỗi cho đối thủ cũng là một kỹ thuật để các cầu thủ tìm kiếm quả phạt đền và thậm chí là loại đối thủ ra khỏi sân. Cùng là một chữ giả nhưng nó lại mang ý nghĩa khác nhau và hiệu ứng mà nó đưa ra cũng khác nhau. Khán giả sẽ ồ lên thán phục khi chứng kiến một động tác lừa bóng đẹp mắt. Họ cũng sẽ ồ lên khi chứng kiến một pha giả vờ ăn vạ. Nhưng khi đó, nó lại là âm thanh của sự dè biểu. Và hôm nay chúng ta cùng đến với đoạn video tổng hợp về những pha lừa bóng đẹp mắt và tình huống thiếu fair play này. Trong bối cảnh đồng đội đang chấn thương và đội nhà đang dẫn trước với cách biệt 2-0, nhưng trung vệ Veerman của Ajax lại có một hành động bị chỉ trích dữ dội vì quá phi thể thao. Anh ta đã lợi dụng tình huống này, cố tình làm lơ đãng đối phương để đi bóng qua người. Đấy là tình huống đã thành công mang về cho Ibrahimovic chiếc thẻ đỏ thứ 13 trong sự nghiệp sau khi bị một cầu thủ Montreal Impact đã khiêu khích bằng hành động dẫm vào chân. Dĩ nhiên vị thánh cuồng này không nhìn được và nổi nóng vung tay tát thẳng vào gáy anh này. Lại là một hành động thiếu fair play khác khi một cầu thủ của đội xanh bị đau sau pha va chạm. Lúc này khi cầu thủ áo trắng đứng yên vì nghĩ rằng trận đấu đã được tạm dừng. Thế nhưng cầu thủ áo xanh lại không cho là như vậy. Anh ta bất ngờ cướp bóng rồi ghi bàn trước con mắt sững sờ của đối phương. Nếu mà đó là một trận chung kết thì hẳn là an ninh với cứu hộ phải mệt mỏi rồi. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. Đó là tình huống xảy ra khi một cầu thủ New Zealand bị đau và trọng tài cho dừng trận đấu để các bác sĩ vào sân chăm sóc. Sau khi trận đấu tiếp tục trở lại, trọng tài quyết định tung bóng và một cầu thủ của Shakhtar Donetsk nhận trách nhiệm trả bóng về cho các cầu thủ New Zealand. Tuy nhiên, khi cầu thủ này trả bóng về cho đội chủ nhà thì đồng đội của anh, tiền đạo Luis Adriano lại thoát xuống khống chế bóng rồi ghi bàn trong sự tức giận của các cầu thủ và khán giả trên sân. Bàn thắng được tính, nhưng cầu thủ đó cũng bị treo giò một trận vì hành vi thiếu fair play này. I still
Đây đã từng là một trong những khoảnh khắc sai lầm đáng trách nhất năm 2013 của bóng đá thế giới. Tình huống ăn vạ quá khéo léo của tiền đạo Johan Emander bên phía đội tuyển Thụy Điển đã khiến tiền đạo Marko Arnautovic của đội tuyển Áo đã phải nhận thẻ đỏ oan uổng từ trọng tài Kunet Kakir. Nhân tiện nhắc đến vị trọng tài này, hẳn là nhiều fan MU vẫn chưa quên chiếc thẻ đỏ nặng tay mà ông đã dành cho Luis Nani trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League 2012-2013. Trong một trận đấu tại Venezuela, trước một pha chuyền về từ đồng đội, thủ thành của Mineros đã ra dấu hiệu cần tạm ngừng trận đấu vì anh đang dính chấn thương và muốn được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, tiền đạo của Zamora bất chấp điều đó và vẫn lao vào tranh bóng ghi bàn. Vì bàn thắng không fair play này mà tiền đạo đó đã bị cầu thủ đối phương vây kín đòi đánh. Vòng 14 giải Ngoại hạng Anh trong mùa 2016-2017 chứng kiến một trận derby bùng nổ với các cầu thủ Arsenal trước người hàng xóm West Ham khi họ đã bại đội chủ nhà với tỷ số 5-1. Alexis Sanchez chính là cái tên nổi bật nhất của pháo thủ. Đặc biệt, chân sút người Chile đã có tình huống giả sút đánh lừa đối phương trước khi sút tung lưới thủ thành Randolph. Những gì chúng ta đang thấy là một kỹ năng lừa bóng ấn tượng của cầu thủ người Argentina trước khi anh tung ra quả tạt vào cấm địa theo kiểu Rabona. Và đây là kiểu sút phạt đền nhảy chân sáo độc đáo nhưng cũng rất mạo hiểm và mang đậm tính giải trí mà tiền vệ Jorginho thường thực hiện. Nhờ tuyệt chiêu đá 11m, Jorginho đã thay thế Ross Barkley để trở thành chân sút phạt đền tin cậy ở Chelsea cũng như tại đội tuyển Ý. Pha bóng này diễn ra trong trận Brazil gặp Uruguay tại World Cup năm 1970. Đây cũng là pha bóng thể hiện kỹ thuật siêu đẳng của vua bóng đá Pelé. Pelé đã tăng tốc sau khi nhận đường chuyền của đồng đội. Ông dùng động tác giả run around vượt qua thủ môn đối phương, chỉ tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác. Trong trận bán kết Copa America 2019, cầu thủ Juan Foyth của tuyển Argentina đã khiến người ta phải nhắc đến với pha qua người đẳng cấp. Đó là tình huống xử lý cực kỳ tinh tế khi Foyth đối mặt với Coutinho. Anh thực hiện cú nhấp chân đánh lừa đối phương rồi qua người dễ dàng. Pha bóng này tuy không giúp được Argentina có được bàn thắng, nhưng cú xử lý rất quái khiến cho người hâm mộ thích thú. Bàn thắng duy nhất mà Neymar ghi được khi ra mắt ở giải U17 World Cup năm 2009 là một pha đẩy bóng qua thủ môn Nhật Bản trước khi ghi bàn. Và đây là một tình huống tương tự gợi nhớ đến bàn thắng của Pelé ở World Cup 1970 trước đó.
Còn đây là màn phá đảo hàng thủ Tottenham khi tiền đạo người Nhật Bản Okazaki làm các cầu thủ đối phương ngã trái ngã phải trước khi ghi bàn thắng đưa Leicester vượt lên dẫn trước trong trận cầu kịch tính hồi tháng 1 năm 2016. Ngược dòng về lại chung kết World Cup 1970, ở phần khởi đầu của một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Carlos Alberto, trung vệ Clorondo đã có một pha đi bóng qua 4 cầu thủ Italy trước khi chuyền bóng và hút các hậu vệ Ý sang cánh trái, tạo tiền đề cho bàn thắng sau này. Và đó là những tình huống chơi thiếu fair play cũng như một số những pha đi bóng ghi bàn đẹp mắt trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.